Câu hỏi chúng tôi đưa ra là: bà hàng xóm nhà bác Đẩu tên là gì? Câu này thế nào? Sao mà biết được nhỉ? Sao biết được? Đống hàng xóm biết thế nào được? Ôi rồi ôi anh ơi, không biết đội nó bẫy đấy, nó lừa đấy. Tốt nhất là không chơi nhá, tốt nhất là im lặng không trả lời. Đề nghị các táo trật tự, chúng tôi sẽ hỏi lại: bà hàng xóm nhà bắt đầu tên là gì? Táo Hỏa, anh có câu trả lời không? No. Xin chúc mừng Táo Hỏa đã đưa ra câu trả lời đúng. Bà hàng xóm nhà bắt đầu tên là Lê Hồng Nâu. Ôi giời ôi, tôi đã bảo không chơi rồi, không tham gia, không trả lời rồi. Ê, nó lừa mình quả ngọt thế, nó cho ngay quả Lê Hồng Nâu bẫy mình, đau thế cái chi này. Này, dạ. Khôn ngoan cũng không lại được mấy giời đâu. Mời anh vào vị trí. Thôi cố gắng đi. Số nhỏ thế. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là: 1 kg cao su sau khi cho thêm một số phụ gia hóa chất thì chế biến được 10 kg mực khô. Vậy dùng 10 kg cao su để chế biến mực khô bán cho người tiêu dùng thì bà bán hàng bao nhiêu tuổi? A 100 tuổi, B 90 tuổi, C 45 tuổi và D 70 tuổi. Xin mời chết anh. Thôi. Câu hỏi cái kiểu gì đấy? Nào, tại sao câu hỏi đâu 10 kg cao su phải đáng nhẽ phải là chế biến được bao nhiêu kg mực khô, đằng này lại hỏi là bà bán hàng bao nhiêu tuổi thì ai trả lời được? Xin mời anh có đáp án không? Thôi được rồi, tôi sẽ xin trả lời. Đáp án cuối cùng của tôi là chết sớm. Xin lỗi anh, tại sao lại đáp án này là chết sớm ạ? Bởi vì nếu người tiêu dùng mà ăn phải những thực phẩm độc hại thì chết sớm. Còn nếu bà bán hàng tham tiền mà bán cái đồ độc hại cho người dân dùng mà bị bắt, tử hình cũng chết sớm. Vâng, rất được. Vâng, lập luận rất chắc chắn. Tôi cũng xin thưa với Táo Hỏa, với câu hỏi này chúng tôi đưa ra thì rất dễ khiến cho mọi người liên tưởng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dưới hạ giới. Một vấn đề đang trở nên vô cùng nhức nhối đối với mọi người. Đã có nhiều người bất chấp thủ đoạn để đưa ra những sản phẩm độc hại bán cho người tiêu dùng. Trong khi đó người tiêu dùng cũng không có cách nào khác là phải sử dụng những cái sản phẩm đó. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không muốn nói đến là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng. Đó cũng chỉ là cái lớp nghĩa phía trên thôi. Anh lưu ý, đây là dạng câu hỏi mà dưới hạ giới thường xuyên đặt cho học sinh lớp 3. Anh vừa nói câu gì? Dạ, đây là dạng câu hỏi mà dưới hạ giới thường đặt cho học sinh lớp 3. Đấy nhá, ý anh muốn bảo tôi là chưa tốt nghiệp lớp 3 chứ gì? Hả? Đã thế nhá, tôi bỏ chơi, tôi không thèm chơi cái trò chơi này của ông nữa. Đấy, dìm hàng nhau à? Táo Hỏa cứ bình tĩnh, mời anh đứng vào vị trí đấy. Mời anh đứng vào đây. Tôi không chơi nữa.